anh từng ngoan trách em rất nhiều. Sao ngày ấy bỏ anh trong cô liêu? Anh từng nói với em rất nặng lòng. Sao ngày ấy để anh ôm chơi vơi? Giờ lớn hơn anh mới hiểu. Ai cũng muốn cuộc sống không lo toan. Vì lúc ấy anh quá xoan. Nào dám cứ phận cho anh mà sai lầm lớn nhất anh phạm trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi, là một năm ôm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nỗi. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có em nên anh đau lòng. Dám tin tương lai anh thay đổi, sợ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời. Ok, anh chị nào quan tâm đến bộ combo sâu cạc hai con và mic P120 liên hệ ngay bên em nhá.